Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tép chiên giòn nha. Một món bánh dân dã nhưng mà ăn cực kỳ ngon luôn á. Với cái cách vào bột này thì mình thấy cái lớp bột nó giòn và nó xốp. Bên trong mình có cho thêm khoai lang nữa, càng tăng thêm cái độ giòn ngon, hòa cùng với cái vị ngọt ngọt bùi bùi tự nhiên từ khoai á. Ăn cùng với rau nè, mình cuốn thêm chút xíu đồ chua nữa ha, rồi mình chấm thêm nước mắm chua ngọt, cực kỳ ngon mà đơn giản lắm. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Phần bột mình chuẩn bị đầu tiên ở đây là 100g bột gạo, có cái loại hạt đó thì mình dùng, còn không có thì dùng loại mịn. 50g bột bắp, bên đây là 50g bột nếp, 50g bột mì hay là bột mì đa dụng cũng được nha. Tổng cộng mình dùng là 250g á. Muối, bột ngọt và hạt nêm, mỗi loại một muỗng cà phê. Muỗng cà phê bột nghệ cho cái bánh nó đẹp. Bên đây là 3 muỗng canh giấm ăn hoặc là chanh cũng được. Rồi bây giờ pha bột ha, mình cho hết 100g bột gạo nè. Lần lượt đó là 50g bột mì, 50g bột bắp và 50g bột nếp. Các loại bột này mình kết hợp với nhau đều tăng thêm độ giòn nha. Gia vị thì mình nêm dừa dừa cho nó đậm đà đó. Còn bột nghệ không có thì cũng không sao. Mình có thì cái bánh mình chiên lên nó cái màu nó đẹp hơn và nó cũng thơm nữa. Trộn đều sơ cái. Tiếp theo thì mình sẽ cho giấm vô nha. Giấm hoặc là chanh có độ axit giúp làm giòn thêm cho phần bột. Lượng nước mình dùng ở đây là 300ml nước. Các bạn sẽ trộn đều lên ha. Với cái lượng bột vậy thì mình cho cái lượng nước nó hơi lỏng lỏng. Trộn cho phần bột nó tan xong rồi thì mình sẽ để yên nửa tiếng cho nó nghỉ nha, để bột nó nở ra. Quay qua bên đây thì mình có ở đây là 50g đậu xanh thì mình nấu cho nó chín mềm á, đậu xanh nguyên hạt luôn. Tỏi và hành tím băm. Củ khoai lang này thì khoảng chừng 250g á. Thịt thì mình có thịt nạc xay ra ha, nạc dăm á. Tép á thì các bạn chọn con tép nhỏ nhỏ thôi, mình chiên nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ bào sợi cái phần khoai lang. Khoai lang này á mình ngâm ở trong nước chút xíu cho nó ra chất mủ thì khoai nó không có bị thâm đen. Bào sợi nhỏ nhỏ thôi, để các bạn trộn vào trong bột á thì phần bột nó sẽ đều hơn. Bào hết nguyên củ này luôn. Xong rồi sẽ cho hết phần khoai lang vô trong bột. Thời gian mà mình chuẩn bị nguyên liệu thì bột cũng để được khoảng 25 phút rồi. Rồi cho đậu xanh vô luôn. Tiếp theo là thịt nè. Hành tím và tỏi băm. Trộn đều lên. Cái phần pha bột vậy á, các bạn chiên lên á, cái bánh của mình rất là đậm đà luôn. Có thịt vô nó mới ngon ha. Còn nếu mà các bạn không thích thịt thì bỏ qua cũng được. Nhưng mà mình chiên cái kiểu này giống như là cái kiểu bánh cống vậy đó. Nó có đậu xanh, có thịt, ăn nó sẽ đậm đà hơn. Trộn cho đều xong. Rồi cái mình để khoảng 10 phút nữa để cho cái phần khoai lang nó ngấm đều vô trong bột. Rồi khuấy đều trở lại. Bây giờ sẽ bắt đầu đi chiên. Mình cho hết vô trong cái giá này nè. Để cho một chút nữa mình gót ra cái bánh nó sẽ tròn. Rồi bây giờ sẽ sắp tép lên trên. Phần tép này thì mình cắt đầu cắt đuôi. Nhớ là dầu phải sôi nha. Khi dầu sôi lên thì mình để ở mức lửa trung bình. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho bột vô nè. Dàn nó ra. Để cho nó ra cái hình tròn á. Không có cần cái khuôn luôn. Mình cứ gót nhẹ vậy nè. Cái bánh của mình nó sẽ tròn đều à. Để ở mức lửa trung bình để cho khoai lang ở bên trong nó chín kỹ á, thì bánh nó mới giòn lâu, nó không có bị áp lửa. Rồi bây giờ các bạn chiên nha. Mình để đây mình chiên. Thỉnh thoảng thì mình xay qua vậy nè. Để cho cái bánh nó chín đều. Có thể là mình trở thêm cái mặt nó lại vàng rồi ha. Cho dầu hơi nhiều một chút để cái bánh nó ngập dầu á, thì cái bánh nó mới giòn ngon và nó không có bị ngấm dầu vô nữa. Mình chiên đến khi nào mà mình thấy nó vàng và nó giòn, nó vừa con mắt vậy đó thì nó mới được, thì cái độ giòn nó mới nhiều. Còn các bạn chiên mà nó hơi trắng á, thì nó không được giòn nhiều ha.
Rồi mình sẽ gấp lên hết luôn, để qua một bên cho nó ráo dầu. Vậy là nó giòn rụm luôn rồi đó, gấp lên nó cứng tay á. Thả vô mình chiên tiếp những cái bánh còn lại nha. Nhớ là mình đừng có chiên nhiều một lượt quá, nó chín không kịp á, nó không ngon. Chiên xong á, thì để qua một bên cho nó ráo dầu rồi hả, mình hả xắp nó ra, hoặc là cho vào cái miếng giấy thấm dầu á, để nó rút hết cái lượng dầu ở trong bánh, thì khi ăn á, nó không có bị ngán mà nó giòn lâu nữa. Rất là nhiều bánh luôn. Nước mắm á, thì mình pha tỷ lệ là một nước mắm, một đường, ba nước sôi, thêm chanh, tỏi và ớt nữa là được rồi. Cái lượng tỏi ớt băm á, thì tùy ý nha. Mình cho vô. Đồ chua thì có một giấm một đường pha với đồ chua củ cải. Rau cải sống nè, mình có cải bẹ xanh, rau thơm và cải xà lách các loại luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh tép dân dã rồi, giòn rụm mà ăn cực kỳ mê luôn á. Chỉ với vài bước đơn giản ha, mà ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà để có được món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức. Lớp bột ở bên ngoài giòn rụm, bên trong thì có cái độ xốp của bột và khoai lang nữa. Ở cái viền ở bên ngoài rất là giòn luôn các bạn, mà chiên lên thì nó thơm nữa, ngon quá nè. Nó giòn rất là ngon luôn, gia vị cho vào nó vừa miệng nữa, thơm phức à. Ăn vào cái độ ngọt của khoai lang á, nó hòa cùng vào trong bột thì cái phần bánh của mình rất là đậm đà. Thì ăn không á, thì nó sẽ không có được nhiều, các bạn sẽ cuốn cùng với rau cải á. Mình cho thêm chút đồ chua vô nữa chấm nước mắm á, thì mình ăn được nhiều mà nó không có bị ngán. Rồi bây giờ mình sẽ chấm vào nước mắm chua ngọt nè. Nước mắm này á, thì mình pha cái loại nước mắm nhạt thôi, ăn nó mới ngon. Giòn rụm cực kỳ ngon luôn. Thêm chút xíu rau nữa thì cái vị nó đậm đà lắm. Mình ăn không á, nó ngán lắm. Ăn chơi vậy nè. Cái bánh này á, nếu mà không thích cuốn rau thì các bạn có thể ăn cùng với bún nước lèo nè, hoặc là mình ăn trong các món súp mì cũng ngon luôn. Bánh tép rất là dễ ăn. Bên trong có cho thêm thịt và khoai lang, rồi có thêm đậu xanh nữa nè, thì nó càng tăng thêm cái vị đậm đà cho bánh. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh hoàn toàn miễn phí, ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.